mong muốn gì mà anh lại làm cái nội thất của xe anh cho nó mới hơn á? Cũng nhu cầu chung của mọi người, mình muốn mua lại xe cũ. Thì nhu cầu trước tiên là xe cũ thì chắc chắn thì theo thời gian thì nội thất chắc chắn rồi nó sẽ không được như xe mới. Về máy móc là bên Toàn Trung đã mình tin tưởng rồi, mình không cần để thắc mắc tới. Nhưng mà khi nội thất á, là đầu tiên mình có trẻ nhỏ nữa, thì đầu tiên mình nhìn vô một cái xe cũ là mình phải tân trang nội thất lên trước. Dạ đúng rồi. Nên mình tin tưởng là mình bàn giao cho bên Toàn Trung hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh biết tại sao không? Khi mà khách của bên em mua á, thì thường á, là người ta sẽ luôn giữ những cái gì mà duy nhất, thì cái gì riêng theo xe. Nhưng mà đối với anh thì lại khác, anh lại muốn là cái xe của mình luôn luôn là nó mới mẻ hơn. Dạ, nhưng mà đầu tiên mình lên mình ngồi bé lên ngồi là cái nội thất là cái ưu tiên của anh trước. Dạ, dạ. Thì bây giờ để em mời anh chị vô coi cái nội thất mới của xe nhà mình nha anh chị. Dạ. Về phần nội thất của bên em cũng đã ráng làm cho anh chị rất hoàn thiện nhất có thể để anh chị có thể hài lòng với sản phẩm dịch vụ của bên em. Đầu tiên anh mở cửa anh nhìn thấy nội thất là anh rất ưng ý luôn á. Dạ. Màu rất là ok. Nam công này phải là cảm ơn Nam rất là nhiều luôn đó. Bỏ công ra tìm một cái màu phải là cực kỳ đẹp tuyệt, với lại chỉ là hai màu thôi, trắng đen với xám thôi. Dạ. Nó đẹp. Hồi đó bữa anh kêu là màu nâu thì đúng là không có hợp thiệt. Dạ. Màu xám thì tuyệt vời. Thật ra thì em cũng chưa biết cái màu này đâu, tại vì khi mà xe nó chạy lên em kêu ù sao hôm bữa xe khác mà đi xe khác vậy nào. Với lại em thấy cái màu này rất là hợp, rất hợp với cái tông màu đen. Chỉ nhìn vô mình hai màu thôi, Nam tư vấn rất là ok, là nhìn vô đừng có ra ba màu. Em cũng cảm ơn anh chị đó đã cũng chạy trải nghiệm sản phẩm của bên em, nói chung nó mới mẻ. Dạ. Thì em cũng không có gì hơn, chúc anh chị đi lâu dùng bền. Cũng thay mặt ở đây thì anh chị cũng rất là cảm ơn Huy, Nam với lại nói chung là Toàn Trung nói chung thì đã giúp đỡ anh một con xe mới, cũ nhưng mà nó mới. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ dạ ok, cảm ơn anh. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn cho con cái xe mới. Đẹp không con? Đẹp.